Quyển Hạ Kinh Hoa Nghiêm gồm có 4 vạn 5.000 bài kệ truyền đến Trung Quốc, còn có 5 vạn 5.000 bài kệ chính phẩm chưa dịch sang tiếng Tàu, chưa được truyền vào Trung Quốc. Tuy không đầy đủ, nhưng phẩm mở đầu, phần chánh tông và phần lưu thông tương đối đầy đủ. Cho nên, khi Ngài Thanh Lương, Quốc sư Hoàng Dương Kinh Hoa Nghiêm, thì cho rằng bộ kinh này có thể làm toàn kinh. Ngài Thanh Long Quốc sư là hóa thân của Bồ Tát Hoa Nghiêm. Ngài chuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm. Ngài Thanh Lương Quốc sư tên là Trần Quán, tự là Đại Hưu. Người Hội Kê tên đời là Hạ Hậu Thị, sinh vào thời Đường, Huyền Tông, khai nguyên niên Mậu Dần, thân dài 9 thước 4 tấc, hai tay dài quả gối, có 40 cái răng, con mắt nửa đêm phóng quang. Lúc kiến Trung, năm thứ 4, viết Hoa Nghiêm Sớ Sao, đáng ghi chép nổi tiếng nhất là ghi chú trong Kinh Hoa Nghiêm. Lúc trước khi viết, trước hết, Ngài cầu Hoa Nghiêm Hải Hội Bồ Tát Gia Bị trợ giúp cho Ngài hoàn thành sứ mạng. Đêm đó, Ngài mộng thấy một tòa núi lớn, cao vạn trượng, ánh sáng màu vàng rực rỡ, chiếu sáng trời đất. Ý liền biết đây là quang minh chiếu khắp. Từ đó, ghi chú Hoa Nghiêm Sớ Sao càng phấn chấn tinh thần, không còn suy nghĩ gì hết. 4 năm sau hoàn thành. Đêm sau, mộng thấy mình biến thành một con rồng vàng, lại hóa thành hàng ngàn, hàng vạn con rồng, nhiều vô lượng vô biên, bay đến các thế giới khác. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Một số người nói đây là ý nghĩa biểu thị sự lưu thông. Ngài Thanh Lương Quốc sư trải qua 9 triều đại, làm thầy của 7 vị hoàng đế. Sau khi viên tịch, có vị sư người Ấn Độ đến Trung Quốc, giữa đường gặp 2 vị đồng tử mặc đồ xanh, bèn hỏi rằng: "Đang đi đâu? Làm gì vậy?" Đồng tử đáp: "Đến Trung Quốc thỉnh răng nành của Bồ Tát Hoa Nghiêm đem về Điện Văn Thù ở Ấn Độ để cúng dường." Vị sư nói đến Trung Quốc, rồi tao với vị hoàng đế luyện chuyện vừa xảy ra. Vua bèn kiểm tra lại xác của Ngài Thanh Lương Quốc sư, thì phát hiện trong miệng của Ngài thiếu 1 cái răng nành. Đây là cảnh giới diệu không thể tả. Bồ Tát Hoa Nghiêm cũng đến Trung Quốc, cho nên Ngài có hiện tượng đặc biệt. Y cứ vào sự quán phán quyết của Ngài Thanh Lương Quốc sư, thì 5 quyển đầu của Kinh Hoa Nghiêm này là phần mở đầu, 55 quyển kế tiếp là phần chánh tông, 19 quyển sau là phần lưu thông. Tuy bộ kinh này không đầy đủ hoàn toàn, nhưng đã có phần mở đầu, phần chánh tông và phần lưu thông. Ở Trung Quốc, Hoàng Dương Kinh Hoa Nghiêm đều là Đại Bồ Tát. Nếu chẳng phải có cảnh giới của Bồ Tát, thì không thể giảng nói cảnh giới của Hoa Nghiêm, mà cảnh giới Hoa Nghiêm là diệu trong diệu, huyền trong huyền, không thể nghĩ bàn.